Cuộc sống của mình có ổn hay không là do cái phước của mình đó. Cái cơ hội làm phước hiếm lắm, ít lắm lận. Cho nên lúc nào làm được đừng từ chối, trừ trường hợp bất khả kháng không thể làm được thôi. Còn cơ hội làm được đừng từ chối, ráng làm. Vì chính cái phước đó nó giúp, nó nuôi dưỡng cái đời sống tu hành của mình dữ lắm. Nói đời sống tu hành đây không phải người tu nha. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ thôi, mình có bằng cấp, mình có tài nhưng không có phước. Bằng cấp lãnh treo chơi vậy đó, người ta vỗ tay rần rần cái ngày lãnh bằng vậy đó, cuối cùng treo bằng ai nhớ giá gì mình đâu. Quý vị thấy những cái người mà họ giàu có bây giờ đó, bây giờ đọc lại tiểu sử lịch sử đời họ, bao nhiêu người được học tới nơi tới chốn đâu. Và thậm chí có những người họ giàu tỷ phú mà họ chính là những người đi lượm vỏ chai họ bán đó. Nhưng mà tại sao họ giàu? Họ tích lũy cái phước đó, cái tiền của họ có đó. Cho nên mình không có dám làm cho mình bị hao cái phước. Dù có dư cũng không dám.